Kiểu là nó có thương không? Là lấy cái hoa gắn vô. Hoa thiệt á. Yeah. À, thay làm đẹp đó con. Thay làm đẹp. Lại đây mày cởi áo ra mặc vô nè. Khát bọt liền. Đẹp liền. Và ủa giặt đầu gắn chưa vậy? À, sau lưng. Cái quần nó lủng đít á. Chiều đó cái quần nó bận lủng tái á. Đẹp không? Chải đầu tóc rồi đâu, cài ngược lên cho nó gọn cái từ 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 để con hai lần coi cái tay đâu, à đây cái tay đây nè, đây 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 để lên đúng rồi đó đó, giờ bận mới được nè, trước bận thấy xương không, nay nó cao lên cái nó bè ngang qua. Nó có quần nào ngắn hơn đó, quần này dài quá đi, quần nó cũng đắp dưới á, lấy quần khác, quần này dài quá đẹp không, nó lộ quần. Rồi khỏi bận quần cũng được. Quay quay đồ ghê không? Con có bộ nào đẹp hơn không? Ừ? Ông ngoại có cái quần nào đẹp hơn không? Quần này quần mới mà. Mới giặt. Quần mới mà đem cái quần 5 triệu hơn. Cái quần 5 triệu đồng rồi.